Đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi. Quyết bảo vệ sáng sáng, ta thề chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam, từ thứ Hai đến thứ Bảy, riêng ngày Chủ nhật từ 5 giờ 30 đến 6 giờ chiều trên làn sóng ngắn 25 mét, tức 11.850 kilô chu kỳ. Vân Hà kính gửi lời chào tới quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018, là buổi phát thanh lần thứ 2517 của đài Đáp Lời Sông Núi. Để mở đầu là phần tin tức, kế tiếp là một câu chuyện thời sự với ý kiến của một số người đối với phiên tòa sẽ xử Hội Anh Em Dân Chủ. Tiếp theo là một sinh hoạt người Việt đó đây do Đặng Giang phụ trách. Kỳ này phỏng vấn ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Liên bang Úc Châu. Sau cùng là một bình luận thường xuyên do Song Thập dẫn đọc với bài Việt Nam nan đề khó giải để kết thúc chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ lần thứ tư của Tổ chức Phục hưng Việt Nam, chi bộ South Carolina, Hoa Kỳ trong lịch vàng 365 ngày năm 2018. Đài Đáp Lời Sông Núi xin vinh danh anh Nguyễn Văn Oai, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Miên Dương trình bày sau đây. Vợ của các nhà đấu tranh yêu cầu được có mặt trong phòng xử án. Vợ của 5 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ đang yêu cầu Tòa án Hà Nội cho phép họ có mặt trong phiên xử chồng mình vào ngày mai. Bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài, cho biết là vào sáng thứ Hai vừa qua, bà liên lạc với ban thư ký tòa án để đưa ra yêu cầu này, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời đầy khiếm nhã và vô trách nhiệm. Qua hôm sau, bà Khánh cùng các bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Bùi Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Lành và Nguyễn Thị Kim Thanh kéo nhau đến tòa án Hà Nội yêu cầu gặp gỡ thẩm phán Ngô Thị Anh. Sau khi tranh cãi nhiều tiếng đồng hồ, tòa chỉ nhận đơn yêu cầu nhưng không trả lời dứt khoát. Cần nói thêm là Tòa án Cộng sản Việt Nam thường không cho phép thân nhân của những người bất đồng chính kiến được có mặt trong phòng xử, mặc dù các phiên tòa này luôn được tuyên bố là công khai và minh bạch. Một phụ nữ tự sát tại Tòa Đại sứ Việt Nam ở Mã Lai. Giới truyền thông Mã Lai loan tin là một phụ nữ Việt đã dùng dao tự sát ngay tại Tòa Đại sứ Việt Nam ở Mã Lai vào hôm thứ Hai ngày 2 tháng 4 vừa qua. Theo nguồn tin của cảnh sát Mã Lai, thì phụ nữ này có tên là Trần Thị Mai, 37 tuổi. Bà này đến Tòa Đại sứ Việt Nam để làm thủ tục di trú và xảy ra một cuộc tranh cãi với nhân viên Tòa Đại sứ. Bà Mai rút một con dao từ túi sách và tự đâm vào người. Ngay sau đó, bà Mai được đưa đến bệnh viện Kuala Lumpur, nhưng từ trần vì vết thương quá nặng. Cần nói thêm là trong mấy năm qua, cộng đồng người Việt tại Mã Lai luôn than phiền về tệ nạn quan liêu, hách dịch và lạm thu lệ phí khi họ đến làm thủ tục ở Tòa Đại sứ Việt Nam. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xác nhận các áp lực của Trung Quốc. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào hôm qua tuyên bố là các tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông đã gây tác hại đến các dự án dò tìm dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam. Đây là lời tuyên bố có tính cách thừa nhận là Trung Quốc đã áp lực nhà cầm quyền Việt Nam ra lệnh đình chỉ việc dò tìm và khai thác ở các mỏ cá voi xanh và cá rồng đỏ. Trong tuyên bố nói trên, tập đoàn Petro Việt Nam còn bày tỏ nỗi quan ngại là sự bất ổn ở Biển Đông đã khiến nhiều tập đoàn ngoại quốc hủy bỏ việc đầu tư vào các dự án dò tìm dầu khí ở ngoài khơi Việt Nam. Cháy chung cư ở Bangkok, 13 người Việt bị thương. Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng hôm qua, thứ Ba ngày 3 tháng 4, tại một chung cư ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, đã khiến 3 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương, trong đó có 13 sinh viên người Việt. Vụ cháy xảy ra vào lúc 2 giờ sáng tại tòa chung cư 14 tầng,
được xây từ 30 năm trước với khoảng 300 cư dân sinh sống bên trong. Theo điều tra sơ khởi, thì hỏa hoạn bộc phát vì do chập điện ở tầng lầu thứ 5. Hỏa hoạn được dập tắt vài tiếng sau đó và cư dân được di tản đến một nơi an toàn. Đến phiên túi ni lông Việt Nam bị Hoa Kỳ điều tra vì bán phá giá, Bộ Thương mại Hoa Kỳ loan báo là sẽ mở cuộc điều tra về cáo buộc bán phá giá của các túi ni lông Việt Nam. Đây là các loại ni lông dùng để đóng gói các sản phẩm đông lạnh xuất cảng vào thị trường Hoa Kỳ. Cáo buộc nói trên đến từ đơn kiện của hai công ty sản xuất đồ ni lông và đồ nhựa Hoa Kỳ. Hai công ty này cáo buộc các sản phẩm Việt Nam được nhà nước Cộng sản trợ cấp nên bán dưới giá thành sản xuất khi nhập vào Hoa Kỳ. Sau khi có kết quả điều tra, Ủy ban Mậu dịch Quốc tế Hoa Kỳ sẽ đưa ra phán quyết trước ngày 23 tháng 4 tới đây. Nổ súng tại trụ sở YouTube Hoa Kỳ, ít nhất là 4 người bị thương. Vào hôm qua 3 tháng 4, một phụ nữ đã xông vào trụ sở công ty YouTube ở thành phố San Bruno thuộc miền Bắc tiểu bang California, Hoa Kỳ, và nổ súng bừa bãi khiến ít nhất 4 người bị thương. Theo báo cáo của Sở Cảnh sát, thì 3 trong số 4 nạn nhân bị trúng đạn, trong khi nạn nhân thứ 4 bị thương trong lúc chạy lánh nạn. Khi khám xét hiện trường, cảnh sát phát hiện xác chết của một người đàn bà bị tình nghi là hung thủ. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hung thủ, nhưng theo cảnh sát thì hung thủ đã tự sát. Danh tính hung thủ và nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng cũng chưa được xác định. Nhưng vào tháng trước, tập đoàn YouTube loan báo là họ sẽ cấm đăng tải các quảng cáo mua bán súng ống trên hệ thống của họ, kể cả các tài liệu hướng dẫn cách chế tạo vũ khí. Đài Loan và Trung Quốc mở cuộc khẩu chiến mới. Chính phủ Đài Loan vào hôm qua lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đã khích động giới truyền thông Hoa Lục đe dọa Đài Loan sau lời phát biểu của Thủ tướng Đài Loan về nền độc lập của đảo quốc này. Vào hôm thứ Sáu tuần qua, trong lời phát biểu tại Quốc hội Đài Loan, Thủ tướng Lại Thành Đức tuyên bố ông là một người làm việc cho nền độc lập tự chủ của Đài Loan. Qua hôm sau, các tờ báo Hoa Lục đồng loạt kêu gọi Bắc Kinh hãy ra lệnh truy nã và bắt giam ông Đức vì tuyên bố nói trên. Vào hôm qua, chính phủ Đài Loan cáo buộc là giới truyền thông Hoa Lục đã có những lời lẽ hiếu chiến và phi lý vì Đài Loan là một xã hội dân chủ đa nguyên. Bất cứ ai cũng có quyền tự do phát biểu ý kiến của mình về bất cứ vấn đề gì. Thưa quý thính giả, theo tin tức từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì luật sư Nguyễn Văn Đài và 5 người khác sẽ bị đem ra xét xử vào ngày 5 và 6 tháng 4 này với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi lời phát biểu của một số thính giả liên quan đến vụ án sau đây. Em tên là Nguyễn Xuân Hiền, hiện đang ở Sài Gòn. Cái phiên tòa ngày 5 tháng 4 tới là cái phiên tòa xử tội những người yêu nước, bởi vì những người đó không làm gì nên tội. Xin chào tất cả anh chị em khắp nơi. Tôi là Nguyễn Việt Hưng, hiện cư ngụ ở Úc Châu. Tôi xin lên tiếng để bày tỏ cái quan điểm về cái chuyện các anh chị em hội anh em dân chủ bị đưa ra tòa vào ngày 5 tháng 4 sắp tới đây. Thì theo như cái hiến pháp 2013 của nhà cầm quyền Việt Nam, của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, họ nhìn nhận rằng ở Việt Nam có dân chủ dưới hai dạng là dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Nói về dân chủ trực tiếp thì người dân có quyền biểu đạt ý kiến của mình mà không phải thông qua bất cứ cá nhân hay đoàn thể nào. Thế nhưng khi các anh em dân chủ đứng lên đòi hỏi dân chủ thì lại bị bắt và bị khép tội với Điều 79, nghĩa là lật đổ nhà nước Việt Nam. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng dân chủ nó không phải là cái tội, thì đòi hỏi dân chủ làm sao có thể bị kết tội được. Đó là cái điều mà chúng ta thấy cái bộ mặt thật của dân chủ ở Việt Nam như thế nào. Và nhà cầm quyền Việt Nam nói vu rằng họ
lật đổ nhà nước Việt Nam. Lật đổ nhà nước Việt Nam bằng cách nào? Khi họ là những blogger, những facebooker, tôi lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm trầm trọng nhân quyền, quyền dân chủ và chà đạp luôn cả cái hiến pháp của họ là hiến pháp 2013. Lê Văn Sơn là cựu tù nhân lương tâm từ Việt Nam. Nay thì tôi rất là vui để mà chia sẻ cái quan điểm của mình. Một người đã từng bị cộng sản giam cầm và kết án cũng ở điều 79, khoán 1 điều 79 Bộ luật hình sự và luật của cộng sản. Thì tôi cũng rằng các anh các chị hiện trong cái vụ án của anh Đài, của hội nhân dân chủ cũng đều bị kết án. Thì thứ nhất đối với tôi thấy rằng đây là một bản án của sự thù hằn mà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã áp đặt lên anh các chị của hội thì anh em dân chủ, như là một cái gai trong mắt của nhà cộng sản, như là một cái sự đối lập hết sức là rõ rệt. Là cộng sản quyết tâm bắt bớ tù để mà dẹp tan cái hội anh em dân chủ. Nhưng với kinh nghiệm của tôi thấy thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có họ càng sợ hãi thì họ càng lún sâu vào sai lầm. Họ càng bắt bớ người yêu nước thì họ càng lún sâu vào sai lầm. Và họ không giải quyết được cái căn bản là bắt người sẽ dẹp tan được cái phong trào đấu tranh. Nhưng mà họ càng bắt người thì cái phong trào đấu tranh lại càng phát triển. Và thậm chí tôi thấy rằng càng phát triển một cách mạnh mẽ, lúc thì nó âm mỉ, lúc thì nó công khai. Cho nên dù ngày 5/4/2018 có bản án như thế nào đối với 6 anh chị em trong hội anh em dân chủ đi chăng nữa, vẫn nặng nề đến mức độ nào đi chăng nữa, thì thứ nhất tôi tin rằng 6 người này sẽ can trường kiên vững và vẫn tiếp tục đấu tranh trong môi trường tù đầy. Thứ hai thì cái việc mà can xử tù nặng đối với anh chị em bị ra tòa thì đó giống như là một cái sự kích thích, một sự kích động đối với người dân Việt Nam. Người ta càng nhận biết được sự thật hơn và người ta càng căm ghét cộng sản nhiều hơn. Và từ đó tôi tin rằng người ta sẽ dấn thân tiếp tục con đường đấu tranh của các anh các chị. Bản thân tôi thì tôi luôn phản đối, tôi luôn lên án và lên án cộng sản Hà Nội đã giam cầm biết bao lần chí sĩ yêu nước, bao nhiêu người yêu nước từ xưa đến bây giờ. Và đến bây giờ tôi vẫn tiếp tục lên án. Và tôi lên án thì tôi hành động để cùng anh chị em trong của anh em dân chủ đấu tranh được quê hương Việt Nam có được tự do dân chủ. Đó là những cái quan điểm của tôi, mong muốn của tôi và cái quyết tâm sẽ làm. Và tôi phải làm, tôi phải hành động vì quê hương đất nước, vì hội anh em dân chủ, tôi đồng hành cùng với họ. Thưa quý thính giả, cộng đồng người Việt tại Úc đã được thành lập và lớn mạnh qua thời gian. Kính mời quý thính giả theo dõi phần 1 buổi tiếp xúc giữa phóng viên Đằng Giang và ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Liên bang Úc Châu, như sau. Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục sinh hoạt cộng đồng người Việt đó đây hôm nay, chúng tôi đang có buổi tiếp xúc với ông Nguyễn Văn Bon, là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Úc Châu. Trước nhất, xin chào ông Nguyễn Văn Bon và xin mời ông có lời chào đến thính giả đang nghe đài. Trước hết xin được kính chào anh Đặng Giang và xin được kính chào toàn ban phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi và xin trân trọng kính chào toàn thể quý khán giả của đài Đáp Lời Sông Núi. Vâng, thưa ông, chúng tôi theo dõi công việc ở bên Úc và chúng tôi biết rằng Úc là một trong những quốc gia có đông người Việt đến định cư. Vậy với tư cách là chủ tịch, ông có thể cho biết hiện tại trên toàn nước Úc đó, tổng số người Việt định cư tại đây là bao nhiêu và họ đến đây từ khi nào vậy thưa ông? Dạ, kính thưa anh và kính thưa toàn thể quý vị, theo thống kê mà ở bên Census của chính phủ Úc đã làm thống kê đó, thì cái con số nó đã trên là 240.000 người ở tại tất cả các tiểu bang
Ở đây gồm có Victoria, New South Wales, và có Queensland, và có Nam Úc, và có Tây Úc, và có Bắc Úc, cũng giống như là ở thành phố Wollongong, tức là một cái lãnh thổ của nước Úc, và ở ACT cũng là một cái lãnh thổ của nước Úc. Thì đó là những cái vị đại diện ở đó. Người Việt của chúng ta đã đến đây, thật sự đã vào trước rồi, vào cái chương trình Colombo, kính thưa anh. Thì khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm miền Nam đó, thì quý vị này lại bị kẹt lại ở đây, cho nên họ đã sinh sống ở đây, và sau đó là thiền nhân của chúng ta đã đến định cư ở nước Úc này. Đương nhiên, nói đến đây thì chúng ta cũng nhắc đến ngày Thủ tướng Malcolm Fraser đã chấp nhận người Việt tị nạn của chúng ta đến định cư nước Úc này. Thưa anh, thì đó là cái để trả lời cái câu hỏi của anh đầu tiên, thưa anh. Vâng, thế thì thành phần trước nhất là những người đi du học và ở lại, rồi những người tị nạn lượt đầu. Và sau này có thành phần di dân hay là những thành phần nào khác từ Việt Nam sang nữa chứ các Phạm Anh? Dạ thưa, rất đúng, kính thưa anh Mạnh Giang. Nó như thế này, lúc nãy chúng tôi có trình bày là trên 240.000 người. Tuy nhiên cái số con em của chúng ta sanh đẻ ở đây, tại vì cộng đồng của chúng ta đã đến đây trên 40 mấy năm rồi. Những thành phần này đã trên 18 tuổi. Và đương nhiên thông thường thì trong mỗi gia đình có một hoặc hai con em đã được sanh ở nước Úc này, rất là bình thường. Cho nên tôi nghĩ là cái con số mà ước tính là 240.000 người đó, nó có thể nó gấp đôi cái con số đó. Tại vì các em được sanh đẻ ra ở đây, họ không có tính là người Việt mà họ chỉ tính đó là người Úc, kính thưa anh. Thống kê thì chỉ xác nhận được đó là những cái người đến từ Việt Nam. Đó, thì đó là thành phần tị nạn của chúng ta. Nhưng giờ phút này đó thì du học sinh cũng đã đến đây rất là nhiều. Họ có trên 10.000 người đang tạm trú, cũng giống như đang đi học ở tại nước Úc này. Mà nước Úc lại có những cái chương trình đó, khi mà quý vị có bằng cấp đó thì lại có thể xin định cư ở nước Úc này. Đồng thời sau này đó, sau khi cái đợt mà người tị nạn của chúng ta đó, thì lại có những cái diện mà đoàn tụ gia đình. Và sau này nước Úc thì đất thì thưa, người thì thiếu, kính thưa anh. Cho nên đó là chính phủ Úc lúc nào cũng khuyến khích những người mà có cái vốn liếng tài chánh để mà đưa đến nước Úc này để định cư. Thì trong đó người Việt Nam của chúng ta đến đây định cư dưới cái dạng tay nghề hay là dạng thương mại cũng rất là nhiều, cho nên nó có những thành phần đó trong xã hội của chúng ta, và họ hiện giờ là thành viên của cộng đồng của chúng ta, kính thưa anh. Vâng, với cái cộng đồng lớn như vậy thì cái sự hình thành cái ban chấp hành hoặc là một cái cơ cấu để điều hành nó diễn tiến bắt đầu từ khi nào, và diễn tiến để thành lập được cái cộng đồng người Việt tự do toàn Úc Châu nó diễn tiến như thế nào thưa anh? Dạ kính thưa anh, thì nó như thế này, ở Úc Châu có lẽ cái cơ cấu của cộng đồng nó khác hơn ở Mỹ, có lẽ là khá nhiều, tức là ở trên cộng đồng liên bang đó thì có cái cơ cấu cộng đồng liên bang, và ở tại những cái tiểu bang mà lúc nãy chúng tôi có kể đó, thì tại những tiểu bang giống như vậy thì có một cái cộng đồng tại cái tiểu bang đại diện cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại cái tiểu bang đó, và tất cả những vị đại diện của cộng đồng các tiểu bang tức là thành viên của cộng đồng liên bang. Thì cộng đồng liên bang được thành lập năm 1977 do một số người mà phải nói đó là sáng lập viên. Tôi không có nhớ rõ những người sáng lập viên đó là ai. Có lẽ nếu mà tôi lật ra danh sách thì tôi có thể tôi đọc cho quý vị biết có rõ hơn. Đó là năm 1977. Thì 5 năm đầu đó, cộng đồng liên bang cứ một cái vị chủ tịch đó, thì chỉ được một nhiệm kỳ là 1 năm thôi. Nhưng mà sau khi cái 5 năm đó, đó thì vị chủ tịch của cộng đồng liên bang đó thì chỉ được 2 năm. Cái bản nội quy đã được tu chỉnh và cái nhiệm kỳ của vị chủ tịch đó sẽ được 2 năm. Và tối đa 2 nhiệm kỳ liên tiếp mà thôi. Cái cơ cấu diễn tiến nó như thế nào? Ở tại tiểu bang thì cứ 2 năm hoặc là 3 năm ở tiểu bang sẽ có bầu cử một lần. Bầu cử này nó không có mang cái tính cách bắt buộc, tức là ví dụ như đồng bào chúng ta không có đi bầu cử thì không có bị phạt giống như là chính phủ. Cho nên cái sự đi bầu cử của đồng bào hoàn toàn là do cái sự thiện nguyện, cũng giống như là hành xử đúng theo cái ý niệm của người Việt tị nạn của chúng ta, đó là yêu chuộng tự do và muốn có được sự tự do bầu cử. Cho nên ở tại địa phương, ở tại tiểu bang lãnh thổ cứ 2 năm hoặc 3 năm thì có tổ chức bầu cử để cho được cộng đồng bào chúng ta bầu cử một cái ban đại diện chấp hành mới. Còn ở cộng đồng liên bang
thì cứ 2 năm sẽ có một cái đại hội liên bang một lần. Và ở trong cái đại hội đó, chúng ta đưa ra một cái quyết nghị làm việc cho 2 năm, được tất cả quý vị ở đó đồng thuận. Đồng thời, cái giai đoạn cuối cùng là cái giai đoạn bầu cử ban chấp hành cộng đồng liên bang đại diện cho tất cả đồng bào cũng giống như là tiểu bang lãnh thổ ở trong cái phương diện mà quốc gia, kính thưa anh. Đó là cái cách mà cái cơ cấu cộng đồng liên bang cũng giống như là tiểu bang ở tại nước Úc này, kính thưa anh. Vâng, anh Bon có thể cho biết khoảng độ bao nhiêu phần trăm số người Việt đã trở thành công dân Úc và con số ấy họ có ghi danh đi tham gia những cái cuộc bầu cử tại đây không ạ? Kính thưa anh, vì người Việt của chúng ta sống ở đây là đã trên 40 mấy năm rồi, tôi dám khẳng định rằng cái con số đông là công dân Úc. Trước đây rất là dễ cho đồng bào của chúng ta vào quốc tịch Úc. Sau này, trước khi vào quốc tịch Úc đó, thì quý vị phải thi qua những cái đài thi, thì cái việc mà cái đạo lực mà nó thay đổi nó giống như vậy đó, thì đồng bào chúng ta đã vào quốc tịch. Đương nhiên cũng còn một số thành phần chưa vào quốc tịch, thì những thành phần này là những thành phần di dân tay nghề hay là di dân qua cái diện kinh tế. Ví dụ như anh có cái khả năng tài chính thì anh xin đến đây để đầu tư trong cái ngành thương mại nào đó thì chính phủ cũng cho anh đến đây định cư. Và ngay cả du sinh chưa có được là cái quốc tịch Úc ở tại xứ nước này, kính thưa anh, mà tôi nghĩ con số đó nó không có lớn. Thưa quý vị, vì thời lượng chúng tôi phải tạm ngừng cuộc trao đổi tại đây. Xin mời quý khán giả tiếp tục theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Nguyễn Văn Bon vào lần phát thanh tới. Trân trọng kính chào. Vấn nạn lớn lao của dân tộc Việt nằm nơi chính đảng Cộng sản Việt Nam, một tập thể toàn trị, đối ngoại thì hèn với giặc và đối nội thì ác với dân. Mời quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Nguyên Anh với tựa đề Việt Nam nan đề khó giải, sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Những diễn tiến trong nước cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội đã rơi vào một ngõ cụt không lối thoát với nhiều khía cạnh bế tắc trầm trọng trên khắp các mặt chính trị, kinh tế và xã hội. Về chính trị, sự kèm kẹp của Bắc Kinh đã trượt buộc Hà Nội vào thân phận chư hầu, không phải từ thời Nguyễn Phú Trọng mà trước đó rất lâu. Hồ Chí Minh đã là một tên tay sai đắc lực. Hắn đã bày sẵn thế cờ cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lệ thuộc vào Trung Cộng khi xin viện trợ chiến tranh. Đồng ý trên nguyên tắc về chủ quyền lãnh hải theo đòi hỏi vô lý từ nước tài trợ. Con số quân viện khổng lồ mà Bắc Việt Nam vay mượn đã dẫn đến việc bị ép buộc hoàn toàn phải đi theo con đường đã được vạch sẵn. Và Nguyễn Phú Trọng chỉ là một kẻ thừa hành khuyển mã khi những hành động nâng bi lộ liễu của mình được trình ra trước mắt dân tộc. Về nội trị, Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng phái cho mình có quyền đứng trên pháp luật, đã thực sự lúng túng khi chiến dịch chống tham nhũng của Trọng phát động. Sự nhỏ mọn của tên Thái Thú Già Nguyễn Phú Trọng quyết hạ nhục cho bằng được đối thủ của mình là Nguyễn Tấn Dũng, một cựu thủ tướng 2 nhiệm kỳ. Để làm được điều đó, Trọng đã mở rộng chiến dịch chặt đứt dây cánh của phe nhóm đối thủ, bắt nhiều quan chức cao cấp, đặc biệt là Đinh La Thăng, Bí thư Thành Hồ, một ủy viên Bộ Chính trị. Đây là điều chưa hề có tiền lệ trong lịch sử đảng, để rồi có thể đi đến mục đích cuối cùng là bắt giam Nguyễn Tấn Dũng. Ván cờ chiếu tướng của Trọng đang trên đà thắng lợi, và Nguyễn Tấn Dũng có bị bắt hay không thì không ai biết. Thế nhưng Trọng lại quên mất một điều quan trọng chết người là ván cờ của y từ những nước đi đầu cho đến khi gần kết thúc còn có nhân vật thứ ba làm khán giả, đó chính là dân tộc Việt Nam, 90 triệu người dân trong nước và hơn 5 triệu người tại hải ngoại. Nói là chiến dịch chống tham nhũng nhưng thực chất là cuộc đấu đá phe nhóm của những người cộng sản với nhau đã cho toàn dân thấy được bộ mặt thật của những con người cộng sản là tâm thường, tham quyền cố vị, tham lam và tàn bạo, họ cùng nhau đục khoét làm giàu bất chính. Sau đó, quay ra cắn xé lẫn nhau như một bầy thú hoang, hoàn toàn không có gì để có thể được gọi là đạo đức của người cộng sản hay đạo đức Hồ Chí Minh hay làm trong sạch bộ máy cầm quyền cả. Bởi, một lẽ tất yếu, tất cả đảng viên đảng Cộng sản đều
tham lam, tham nhũng khi được giao trọng trách. Về kinh tế, chỉ số phát triển của Việt Nam không cân xứng với con số nợ công, nợ vay mượn thế giới qua Mỹ từ dành cho phát triển, nhưng thực tế chỉ làm giàu cho phe nhóm. Điểm đáng nói là Hà Nội luôn chơi trò ma giáo như chúng đã từng làm trong chiến tranh, dù thời điểm ngày nay đang là thế kỷ 21. Chúng tham gia các công ước hay tổ chức kinh doanh thế giới, nhưng chúng hoàn toàn không tuân thủ các quy định mà chúng đã ký. Xin đơn cử là thị trường xe hơi tại Việt Nam gần như là đắt nhất thế giới khi một chiếc xe phải gánh số thuế gấp 3 lần giá trị của chiếc xe. Ngược lại, Việt Nam lại đòi hỏi phải giảm thuế, miễn thuế cho những mặt hàng của quốc gia mình khi xuất ra thế giới, mà đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ, một thị trường đem lại đồng đô la, một loại ngoại tệ mạnh có thể nuôi sống chế độ trong cơn khủng hoảng. Về xã hội, sự bế tắc trong xuất cảng đã dẫn đến tình trạng gia tăng thất nghiệp, tệ nạn xã hội hoành hành vì hệ thống pháp luật lỏng lẻo, vì cơ chế chỉ bảo vệ đảng mà mạng người tại Việt Nam đã trở nên rẻ rúng. Về giáo dục, nền giáo dục xã hội chủ nghĩa chỉ biết thành tích mà xem nhẹ những giá trị về nhân văn, đạo đức, cũng góp thêm phần làm băng hoại thế hệ trẻ. Việt Nam đã trở thành mảnh đất của sự vô văn hóa, giả dối lên ngôi, một xã hội thực dụng mù lòa khi nhu cầu luôn đòi hỏi mà thu nhập lại quá ít. Sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn duy trì phương châm bạo lực, năm xưa là bạo lực cách mạng, còn ngày nay là bạo lực chế độ. Chúng sẵn sàng kết án, giam cầm bất cứ công dân nào mà không cần phải viện dẫn luật lệ. Tệ hơn nữa là chúng còn nuôi một loại công dân cuồng tín, được gọi là dư luận viên, dùng những luận điểm thiên tả bao che, định hướng tiếp tục ngu hóa người dân trong nước để cho dân không thấy rằng đất nước của mình là một đất nước ngoan cố, ngu si khi ngày nay toàn thế giới đã khai tử chủ nghĩa cộng sản. Một đất nước bất an như vậy, một nền cai trị hà khắc đến như thế, thì hầu hết người dân đều cố tìm cho mình một lối thoát, và ra đi là một giải pháp tốt nhất không chỉ cho những người bất đồng chính kiến, mà trong đó còn có những người cộng sản. Họ ra đi vì biết trước cái kết cục không mấy sáng sủa của mình khi bị chính những đồng chí của mình thanh toán. Họ phải đem tiền tài của mình cướp được của quê hương đi chôn giấu để an hưởng tuổi già, rồi khoác lại cái khuôn mặt thiệt là hiền lương của mình sau những năm dài đeo mặt nạ phục vụ trong bộ máy cầm quyền. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để ra đi. Đại đa số dân chúng vẫn còn ở lại vì nhiều lý do. Họ ở lại trên một vùng đất khô cằn, tài nguyên đã bị khai phá cạn kiệt. Họ ngơ ngác sống trong một vùng diện tích chật hẹp, nhưng ngày nay lại có thêm những kẻ lạ đến cư trú với ngôn ngữ xí xa xí xộ. Họ lặng im với những suy nghĩ của mình để tiếp tục được tồn tại, và trong đó sẽ là những dấu chấm hỏi mà không ai có thể giải đáp, bởi vì đó chính là những nan đề không thể giải. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Oai, sinh năm 1981, bị bắt vào ngày 19 tháng 1 năm 2017, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 5 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Toàn dân thương nhau lời thề ghi.
chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Mọi ý kiến xin liên lạc với Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc dlsn@gmail.com hoặc PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.